Tài. Dạ anh Tài. Địa chỉ đây thì đây là ấp 1 xã Long Thạnh. Xã Long Thạnh. Xã Long Thạnh, Thu Thừa, Long An. Vâng, anh Tài cho em biết là cây vườn chanh nhà mình ấy là anh vừa qua đã sử dụng cái phân bón gì ạ? Vừa qua thì mình sử dụng cái phân bón con lười á. Con lười. Chuyên dùng cho cây trái. Chuyên dùng cây trái. Thấy thì nó hiệu quả. Thấy trước đây thì mình cũng năm đầu á thì mình dùng nó thì bằng cái phân đơn bình thường. Thì mình thấy cái cây nó bệnh nhiều. Cái lá nó không có xanh mà cái độ xanh không được kéo dài nữa. Mà khi mình dùng con lười thì mình thấy cái lịch bệnh nó giảm bệnh nó nhiều lắm. Thế à? Cái độ xanh nó kéo dài, lá thế, dày. Thế thì khi dùng phân con lười này thì anh thấy là cái hiệu quả của nó về cái mặt sâu bệnh thì nó giảm đi được bao nhiêu phần trăm về cái sâu bệnh? Theo kinh nghiệm canh tác của mình á, nếu mà rải phân con lười không nữa ha. Con lười không anh bón theo quy trình phân con lười không á thì cái tỷ lệ bệnh nó có giảm so với cái mình rải mà thừa phân á là nó giảm tới 80%. Mỗi tháng mình chỉ xịt một lần thôi. Trước mình làm là cái phân khác đó thì mỗi tháng vậy là mình xịt tới 4 lần. Một tháng xịt 4 lần. Đúng là. Thế mà phân từ khi mà sử dụng phân bón con lười là một tháng chỉ xịt có một lần thôi. Một lần thôi. Một lần. Như vậy là đảm bảo sức khỏe tốt. Vâng, tức là một tháng mình đã tiết kiệm được 3 lần xịt rồi. Đúng rồi. Giảm chi phí dữ lắm. Anh Thiệu cho biết là cái cây vú sữa này anh sử dụng cái phân bón gì? Phân bón hiệu con lười, cái hiệu quả của nó là nó ít sâu bệnh. Ui sâu bệnh luôn. Ít sâu bệnh rồi cho trái ngon ngọt hơn người ta. Ngon ngọt hơn. Cái mã quả nó có đẹp không? Mã quả nó cũng bóng đẹp hơn người ta. Bóng đẹp hơn. Thế đây là đang vào mùa ra hoa đúng không? Mùa ra hoa. Như nó ra hoa cái này thấy là cái lượng hoa của nó có nhiều không anh? Thì nó đó. Nhiều đúng không? Cái này chi chít nhiều hoa, nhiều trái. Có khi nó đậu nhiều quá mình cũng mất là hái bỏ bớt. Thì anh bón phân con lười anh thấy cái bộ lá nó có dày có đẹp hơn không? Lá nó thì không xanh hơn người ta mà nó xanh kiểu mà nó xanh bóng. Xanh bóng đúng không? Xanh bóng đẹp, xanh đầm, nó xanh dai lắm. Sử dụng cho vườn ổi của mình thì anh thấy phân con lười nó có ưu điểm gì hơn so với các phân khác không anh? Nó có ưu điểm là nó không có bị sâu bệnh nhiều. Nó coi như là dẹp sáp này kia nọ là hầu như không có đó. Rồi hai nữa là nó kéo dài được cái thời gian bón phân như mình kia bón trong vòng khoảng một tháng mình mới bón một lần, còn cái này có thể nó kéo dài lên được hai tháng. Thế mỗi một cái gốc cái ổi như này thì anh bón khoảng bao nhiêu lượng một ký cho mình? một gốc nó cũng khoảng 200-300 gram chứ không nhiều. 200-300 200 gram. Vườn ổi này được mấy năm rồi anh? Ổi này nó năm nay nó 4 năm rồi. 4 năm. Anh thấy là cái chất lượng ổi anh hái anh ăn so với phân khác có ngon nhiều không? Thì nó giòn ngon ngọt hơn. Giòn ngon hơn. Dạ vâng vâng. Từ ngày tôi xài này tôi ít có xài thuốc bảo vệ thực vật. Thế thì chất lượng ổi của mình lại nó sạch hơn, gọi là ổi an toàn. Anh rất là ít dùng thuốc bảo vệ thực vật giảm đi tối đa. Vâng, như vậy là ổi vừa ngon hơn mà lại sạch hơn. Thế thì khi mà bón phân con lười này thì anh cho biết là cái ưu điểm của phân con lười mà nó thể hiện ở trên cái cây mít, trên lá, trên quả, trên thân nó như nào anh nhỉ? Nói là giải nó là cái trái mít nó phì đó mà cái cây nó lớn. Chứ không phải như cái phân kia mà nó nuôi cái trái không, cái cây nó không lớn. Đây là nuôi cả trái nhưng mà cây vẫn lớn. Thế, khi mà bổ cái trái mít là của thằng em là một tháng rồi nè, nó chưa giải nè. Khúc này của thằng Thi. Thế khi bổ trái mít ra thì thương lái có đánh giá như nào? Em xin dỡ là nó không còn nào chê chẳng. Không chê. Anh có đánh giá nào về những tỷ lệ trái to, trái đẹp từ 15 kg trở lên thì nó xuất hiện có nhiều hơn không? Nó nhiều hơn, trái đạt thì nó đạt nhiều hơn. Đạt nhiều hơn. Như giờ ba trái này là nữa, trái nào nó cũng cỡ này hết trơn, chính không nhỏ đó. Thế à, được cỡ này. Mà cỡ này là đang còn đang non. Đang non như này thì tầm này nó được khoảng bao nhiêu ký? Trái này thì giờ có 12 ký là... 12 kg chứ sao? Vâng. Dự kiến là anh để cái trái này nó có lên được nữa không? Có lên được khoảng bao nhiêu? Trái này mà nếu già là cả 17-18 kg. 17-18 kg cơ. Mít Thái mà tầm 17-18 kg. Cái này là còn chắc 15-20 ngày nữa mới có cắt. Cứ lớn lên đúng không? Mà trái mít này nó đang lớn. Như vậy là nếu mà mít loại 1 thì nó tầm bao nhiêu ký thì được xếp vào mít loại 1 anh? 9 ký là nó đạt rồi. 9 ký là đạt rồi. Đa số. Cái này là nó dư tải rồi. Loại đặc biệt đấy. Loại đặc biệt à. Bây giờ là nó không có lấy mít nhất. Nó lấy là cái kem lớn rồi cho chứ nó không lấy mít nhất. Cái trái này là dư vô nhất rồi. Cái trái to này là
là có được giá hơn. Rồi tuyệt vời. Cái này là anh Tâm là để vừa rồi anh để 10 trái. Đây còn 2 4 6 trái nè, cắt 4 trái ở đây, ừ. Trái ở đây. Bây giờ còn cây này còn mấy trái? Chắc 5 trái nè, ở trên đó đây trái rồi đó. Bây giờ còn 6 trái nữa. Còn giờ còn 6 trái. 6 trái, 4 trái rồi. Thế là một cái mít này mà anh để tới 10 trái to. Lấy 10 trái rồi còn không còn gì. Lại 6 trái nữa. À, không trái. Mà không bị xin cây. Ông anh vợ tôi ông gặp cái mít kêu trời không, ông nói đã chết cái mít luôn. Rồi. Bộ lá vẫn đẹp. Mà nó vô lọ hết không anh? Thì nó cái đó hết á. Rồi chúng ta nhìn vào là khi con phân con lười thì cái gân lá này nó nổi rõ này, nó có cái màu sáng này, bộ lá bóng này và dày lá này. Cây mít mà để cái 10 thu hoạch 10 trái liên tục rồi mà cây không suy, mà bộ lá không suy vẫn ra đọt, vẫn ra đọt. Cái lá nó cũng đều đều nhau chứ nó đọt có nhỏ không phải không?